harder. Đừng có quay nhiều cảnh đấy mãi. Ví dụ cháu quay 2, 3 lần, 3, 4 lần xong rồi cháu tắt đi thì cháu xem người ta làm công việc khác. Giống như là người ta hoạt động là lấy cây hoặc là cắt nhám hoặc là những cái cảnh mà rất bình thường thôi. Đấy không? Quay những cái cảnh đó nó người ta thích xem. Được chưa? Ví dụ xem xong thì rút màn hình này. We'll be right back.
mưa rồi.